xuống từ từ xuống nha. Bình được không? Đúng rồi. Và bây giờ anh Hải phải thử thách của chương trình và số tiền bắt đầu rơi là 30 triệu. Và anh Hải là người chuyên môn lái xe chở mọi người đi cho sữa cho thịt. Thì hôm nay thử thách của anh sẽ là nấu ăn. Có anh nấu có lẹ không? Số tiền 30 triệu sẽ bắt đầu rơi xuống. Và anh sẽ nấu thật nhanh, mọi người sẽ hỗ trợ. Dạ. Để còn lại là bao nhiêu tiền? Em, anh Hải. Em nào về em chưa có nghe thôi nói cái việc mà anh Hải biết nấu ăn nha anh. Anh tự tin vụ này không anh? Nấu được không? Cười. Cố gắng. Yên tâm anh ơi, bà con xung quanh đây đông lắm. Có gì là người ta nhào vô ta phụ mình. Bây giờ chị sẽ ngồi ở dưới, chị xem coi anh Hải có thực hiện được cái thử thách đó không. Vui lên nha chị. Chúng em và tất cả mọi người tại Đà Lạt đang ủng hộ tinh thần và đổi đời cho mình. Hen. Rồi. Vui lên. Hôm nay mình sẽ có một ngày rất là vui để mình đổi đời. Nha, cười lên nha. Rồi, bây giờ. Em mời cả nhà mình vào đây nha. Mời khách mời ngồi. Lấy một cái ghế cao ạ, mời khách mời ngồi. Dạ, bây giờ cô sẽ ngồi đây và chuẩn bị để tụi em coi cái thử thách của mình. Và số tiền của mình bắt đầu sẽ rơi là 30 triệu. Cố lên nha, mà vui lên nha. Dạ. Dạ. Quý vị thân mến ơi, bây giờ chúng tôi đã mời được anh Đoàn Ngọc Hải đã đón được chị Thanh là khách mời ngày hôm nay có mặt trong chương trình Cơ hội đổi đời để đổi đời cuộc đời của mình. Và thử thách của chương trình thì anh Đoàn Ngọc Hải phải nấu ăn. Vậy thì bây giờ mời ekip của chương trình dọn bếp. Reset tập hợp, tổng lực tấn công. Yeah! Mục tiêu tiếp theo, reset bành mấy nhà cho ta. Cái này như inox hay sao ấy? Tonsax công nghệ inox với 4 lớp bảo vệ chống reset như inox. Tonsax công nghệ inox khuất phục reset. Mỗi tập chương trình sẽ mang đến cơ hội đổi đời cho một nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với số tiền 30 triệu đồng sẽ rơi dần. Thời gian càng trôi, số tiền càng giảm. Họ phải hoàn thành thử thách nhanh nhất để có số tiền nhiều nhất. Dạ thưa tất cả quý vị khán giả, thử thách dành cho anh Đoàn Ngọc Hải là hôm nay sẽ phải nấu một cái món bánh canh chả cá. Bên cạnh đó, ra Đà Lạt bắt buộc ai ai cũng phải uống sữa đậu nành hết quý vị. Uống sữa đậu nành nóng nó mới ngon. Đây lon sữa lạnh tanh, cho nên là đây xem như là một cái thử thách nhẹ phụ là hâm nóng sữa thôi. Cái quan trọng là anh phải làm được cái món bánh canh chả cá. Em hỏi thiệt, nào giờ ở nhà anh có vô bếp nấu nướng cái gì không anh Hải? Chưa bao giờ. Mà anh từng ăn qua món bánh canh chả cá bao giờ chưa anh? Ăn rồi. Vậy là mình nhớ cái vị đúng không ạ? Dạ. Chị Hương ơi. Dạ. Bây giờ anh Hải đã sẵn sàng rồi. Chuẩn bị bấm nút cái kịch một cái là tiền rơi liền cái chị. Rồi, xác nhận. Bắt đầu anh ơi, nhào vô làm. Dạ bà con ơi, bây giờ mình làm gì trước? Số tiền đã chạy. Làm gì? Anh Hải ơi, bây giờ anh nấu nước. Anh đặt tỏi gì vậy? Hành gì giùm em đi. Trời ơi, chục xương bự quá. Hay anh chặt nhỏ giùm em đi. Con dao anh chặt nhỏ. Chặt nhỏ chục xương giùm em, nấu cho nó lẹ chứ cục này nó bự lắm chết rồi. Bây giờ có con dao bự không? Chặt cho nó nhanh. Chứ con dao đó nó nhỏ anh cứa. Anh ơi, anh dùng con dao này giùm em. Anh chặt cái cục đó giùm em, nó nhỏ ra. Đây, đúng rồi. Cá làm hết tích thôi. Nấu đủ một tô đi nghe chị Hương. Bỏ xương vô. Bỏ vô. Bỏ một. Rồi, nhiêu đây thôi đủ rồi. Bây giờ làm cái vụ chả cá sao chị? Làm vụ sao? Chả cá có rồi, Hương nêm nếm thôi. Cái nồi chia xôi bỏ cái miếng này lên cưng. Alo, cái vỏ mềm, anh làm nhuyễn ra không? Thôi bỏ sao vô đúng không? Em lấy cái nồi xương á, em đổ cái nước, em lấy nước mới đi cưng. Rồi cái phần nước này dư để lại xíu đi chị, để mình trụng cái này. Cái nồi nước dùng. Hai tô. Bánh canh khỏi rụng phải không? Bỏ cái chảo cho miếng hành vô đây. Bỏ mỡ vô trước, dầu vô trước. Đây dầu. Để đó, đừng di chuyển. Múc vô. Múc hành bỏ vô. Rồi bỏ đây mình phi lên cho nó vàng thơm. Rồi vô đây, đẩy cái nắp này lại. Rồi cái phần chả cá đâu xong chưa chị Hương? Chả cá xong rồi dứt vô đây chiên luôn cho lẹ, lát đổ vào đây luôn. Em dứt cục cục vô đây nhỏ. Okay. Bỏ vô đúng rồi. Có dầu cho nên là nó trơn nó dễ hơn. Rồi, bây giờ anh lấy cái canh anh dứt ra hai tô giùm em đi. Em đứng trên cầm cái bộ đậu nành đổ ra anh chị coi. Để mình hâm cái sữa luôn đi. Rồi, cảm ơn chị. Lấy cục xương ra nha. Đúng rồi, lấy cục xương ra đi anh. Đúng rồi, lấy cục xương ra. Rồi, nếm. Nè. Rồi, anh Hải, làm cái này đi. Đừng có để nó khét nha, Hải, cầm.
cái cục bên anh Hải được rồi đó anh Hải ơi. Không, không, phải chiên cho kỹ nha, phải chiên cho chín nha. Chín rồi. Tắt nha. Chà cá chín rồi. Thơm lắm luôn quý vị. Thơm lắm quý vị ơi. Thơm nức nở luôn. Trời ơi quý vị ơi, thiệt. Còn 22 triệu chú ơi, cố lên chú ơi. Rồi xong, đổ bánh canh vô là xong. Đưa đây cái muỗng đây. Rồi nếm đi anh. Đổ bánh canh vô đi. Coi vừa miệng chưa? Vừa miệng chưa? Con đổ bánh canh vô đi, đổ bánh canh vô đi. Đây. Ngon rồi. Ngon rồi. Anh Hải nói ngon rồi quý vị ơi. Rồi, cho miếng hành ngò xíu, hành ngò cho nửa hành ngò đây. Với bên hành á. Rồi cho mượn hai cái ly để đổ sữa đi ban tổ chức ơi. Sữa nóng rồi nè. Cho cái giá nào sạch múc sữa chứ. Đây giá sạch, rồi. Anh múc sữa đây coi nóng chưa đã. Thử cái sữa coi được chưa? Thử cái sữa chưa? Thôi uống sữa rành đừng bỏ đo đường chị ơi, uống không đi. Xin đường đi con, xin đường thôi. Gì hả? Quý vị ơi, cổ vũ anh Hải đi. Đúng, được rồi chị, múc qua đi, được rồi. Múc qua đây, múc qua đây. Em bỏ, à, bỏ hả? Bỏ cái gì vô. Rồi. Múc nước đi, múc nước đi. Thêm miếng bánh cái nữa đi. Xong rồi mang xuống mời quý vị ở dưới ngồi ăn nè. Rồi, cho ba cái này lên trên. Dạ, 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 dạ. Múc ra cái ly giùm em đi. Cái đôi đũa của em đâu rồi? Đây, đây, đây. Quý vị ơi, ngon xuất sắc quý vị ơi, thơm ngát luôn nha. Đó. Chị chuẩn bị tống lên bấm cái kia đi. Không, xong. Bấm cái kia dừng lại. Xong, bấm gì? Lên bấm cái đồng hồ dừng lại. Dừng lại. Xong. Dạ, mời chị Thanh. Mời chị. Chị tính ăn gì ạ? À? Chị Mai, mời chị Mai. Mời chị Mai. Ăn thiệt lòng. Tụi em nấu rất ngon. Miếng chả cá thử coi chị. Miếng chả cá luôn. Cô ăn miếng chả cá đi cô. Ăn ngon không? Ngon chị. Sao cô? Ngon. Ngon. Vừa miệng không? Vừa miệng không cô? Ngon. Vừa miệng. Thử miếng sữa đậu nành. Dạ. Nóng nha, sữa đậu nành nóng. Dạ, xong bưng cái tô xuống dưới ngồi ăn hết giùm em chứ bỏ uổng nha. Thử đậu nành sao ạ? Ngon. Sữa đậu nành cũng ngon. Sữa đậu nành Đà Lạt ngon. Ấm lòng không chị? Ngon. Có nóng ấm lòng không? Nóng ấm lòng. Chứ còn gì nữa, chính tay anh Hải bỏ đường nấu nóng một ly sữa đậu nành nóng đặc sản của Đà Lạt để mời quý vị ở đây. À, anh ơi, sau khi anh hoàn thành món bánh canh với sữa anh cảm giác như thế nào? Có thể nói rằng là hôm nay là lần đầu tiên được đóng phim và lần đầu tiên đứng cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Hương và Đại Nghĩa, đâm ra là mình cũng hơi khớp. Thực sự từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ mà biết nấu ăn, bởi vì mình sinh ra trong một gia đình là mình là con duy nhất. Do vậy là hết sức bỡ ngỡ. Nhưng mà vì Việt Hương với Đại Nghĩa đã nói là đây là cái chương trình vì người nghèo, nên mình cố gắng tập trung hết sức để làm hoàn thành nhiệm vụ. Dạ. Xin cảm ơn Việt Hương. Dạ. Cảm ơn Đại Nghĩa. Và báo cho anh một tin vui là ba anh em mình đã nấu và anh Hải đã đem về số tiền là 15 triệu 850 ngàn đồng, làm tròn số là 15 triệu 900 ngàn. Dạ, thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay cái số tiền 15 triệu 900 ngàn mà anh Hải chiến thắng khi vượt qua đường thử thách là dành cho gia đình của cô khách mời, cô nhân vật chính trong chương trình. Nhưng bên cạnh đó có một món quà đặc biệt, một món quà rất là ý nghĩa mà Tôn Giác sẽ dành tặng cho cái quỹ từ thiện của anh Hải với tổng số tiền là 250 triệu đồng. Xin cảm ơn Tôn Giác rất là nhiều. Số tiền này là một số tiền coi rất hết sức là quý báu và ý nghĩa. Mình sẽ dành cho các cháu bé ở trường mầm non Sử Bán, Sapa, 50 triệu đồng để các cháu trong các bữa cơm của các cháu có thịt. Anh Hải ơi, ngoài nghĩa là cái tên rất là ý nghĩa rồi, Đại Nghĩa nè. Anh Hải, Hương, đặc biệt hôm nay các ông phó tổng giám đốc Tôm Sắc ông tên Hùng. Những người tên chữ H ai cũng đẹp trai dễ thương hết trơn á trụi. Dạ quý vị, em ghép nhẹ chứ quý vị nghe, Hương Hải Hùng. Dạ. Tên nó ghê không? Nghệ Hương Hải và mời anh Hùng. Hương Hải Hùng. À, xin mời anh Hùng, phó tổng giám đốc của Tôn Giác. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh. Mời cơ. Anh Hùng, dạ. Quý vị ơi, phó tổng giám đốc trẻ khỏe đẹp trai, tại ta bán tôn là bán ở trên cái nóc luôn đó quý vị. Thường người bán tôn là vậy. Dạ anh, đây, trước tiên là xin mời anh Hùng sẽ trao cái bảng với số tiền là 15 triệu 900 ngàn đồng. Dạ. Dạ. Đây là số tiền mà anh Hải đã vượt qua đường thử thách có được để dành cho gia đình của nhân vật chính ngày hôm nay. Một trăm vỗ tay thật to dành cho những sự cố gắng của anh Hải trong chương trình cũng như là của Tôn Sắc.
Anh Hùng, hôm nay là một cái sự rất là bất ngờ, đặc biệt là anh Hải đi lên trên đây để mà đi cái xe cứu thương để chở cái người nghèo đó, người bệnh họ về. Sẵn anh Hải có trên đây thì khi anh đi chương trình Cơ Hội Để Đời, anh mới thấy anh Hải mới thích quá, mới xin vào chương trình để mà nấu ăn nhanh như vậy. Và nhà tài trợ đã có một cái số tiền phải xuất ra nữa là 15.900.000 cho nhân vật khách mời. Thì giống như là trên cái quãng đường mình làm Cơ Hội Đổi Đời, mình gặp cơ hội gì thì mình sẽ nhằm vào cái cơ hội đó mình hỗ trợ. Thì anh đã đi đồng hành với tụi em mười mấy số rồi, và tới cái số này gặp được anh Hải nữa. Bây giờ tâm trạng anh như thế nào và ý nghĩa của chương trình Cơ Hội Đổi Đời khi anh đồng hành với chương trình của tụi em? Nói chung là tâm trạng rất là ngổn ngang. Sao ngổn ngang? Tại vì quá hạnh phúc đó. Dạ. Giống như là chị Hương có nói thì Hùng cũng đã đi theo cái chương trình cũng tương đối dài, trong khoảng 12 số vừa rồi. Thì cái ngày hôm nay đối với Hùng thì ngày rất là đặc biệt. Tại vì theo Hùng nghĩ đó, cái chương trình Cơ Hội Đời nó chỉ thật sự lan tỏa khi có được cái sự kết nối của những cái tấm lòng. Và tất cả mọi người ở đây đều biết là anh Hải là người có cái tấm lòng rất là lớn. Thì cũng thay mặt ban giám đốc, mình xin cảm ơn anh Hải đã nhận lời và cùng sát cánh với chương trình trong thời gian sắp tới. Dạ. Xin cảm ơn anh. Wow, 250 triệu quý vị, xin gửi tới cho anh Hải vào cái quỹ vì đồng bào của anh Hải. Và lát nữa Việt Hương sẽ chuyển tiền cho anh Hải thì Việt Hương sẽ chụp cái đó lại gửi cho quý vị coi sao. Dạ. Rồi, cảm ơn Hùng. Và cái số tiền này anh Hải sẽ bỏ vô cái tài khoản của anh để mà anh hỗ trợ như là anh Hải nãy đã nói với mọi người. Một lần nữa Việt Hương xin thay mặt chương trình Cơ Hội Đổi Đời đặc biệt cảm ơn anh Hùng là phó giám đốc, phó tổng giám đốc công ty Tôn Sát. Cảm ơn Hải luôn đã có mặt ở đây để hỗ trợ cho chương trình chúng em, cả có thêm một niềm vui nho nhỏ trong ngày. Và kính thưa quý vị khán giả, chương trình Cơ Hội Đổi Đời xin được trân trọng gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất đến với nhãn hàng Tôn Giác Công Nghệ Inox, đến từ tập đoàn Bluecop 100 năm từ Úc, đã luôn đồng hành sát cánh cùng với chúng tôi trong suốt mọi nẻo đường. Giờ phát sóng là 20:30 thứ ba hàng tuần trên HTV7. Quý vị nhớ đón xem và chia sẻ giùm chúng tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi, vượt qua thử thách, vượt qua tất cả mọi ai cũng cười. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi, vượt qua thử thách, thành công mang về cuộc đời thêm.